Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng của truyền hình Phát Bột Việt Nam. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạng Sơn xử phạt cá nhân bán mỹ phẩm nhập lậu trên Facebook. Quản lý thị trường giám sát chặt chẽ các mặt hàng phục vụ phòng dịch COVID-19. Hà Nội tạm giữ hàng nghìn bộ quần áo giả mạo các nhãn hiệu LV, Adidas. Kính thưa quý vị và các bạn, việc kiểm soát chất lượng các sản phẩm bán trên mạng xã hội đã được lực lượng quản lý thị trường chú ý nhiều hơn trong thời gian gần đây. Qua công tác tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân cùng với quá trình xác minh, lực lượng quản lý thị trường Lạng Sơn đã xử phạt và buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc của Facebook Big Full Moon Commented. Nhận được nguồn tin đã được thẩm tra xác minh đối với tài khoản Facebook Big Full Moon Commented có địa chỉ kinh doanh tại số 160 đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn vì có dấu hiệu kinh doanh bán hàng mỹ phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ qua mạng xã hội. Đội quản lý thị trường số 4, tổ công tác huyện Hữu Lũng đã cử đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cửa hàng nói trên. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện tại cửa hàng đang bày bán các loại mỹ phẩm sản xuất ngoài Việt Nam bao gồm son môi nhãn hiệu Boreas, nước hoa nhãn hiệu Gio, dầu gội đầu nhãn hiệu Tigi, sữa rửa mặt nhãn hiệu Wisis, kem dưỡng da nhãn hiệu Vaseline, sữa tắm nhãn hiệu Perfunstis, v.v. Tổng số hơn 60 sản phẩm có tổng trị giá niêm yết tại cửa hàng khoảng 19,1 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa nói trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, nhập khẩu hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Bà Phương khai nhận mua số mỹ phẩm nói trên qua mạng Facebook của một số người không rõ tên, địa chỉ đem về bán để kiếm lời. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt về hành vi kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với mức phạt là 7 triệu 500 ngàn đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của lực lượng quản lý thị trường từ 12 giờ ngày 16 tháng 5 đến 12 giờ ngày 17 tháng 5 năm 2020 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy các cơ sở kinh doanh cơ bản đã chấp hành nghiêm việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết. Các siêu thị, cửa hàng tiện ích tăng lượng dự trữ hàng hóa nên nguồn cung các mặt hàng lương thực thực phẩm tương đối đầy đủ. Kết quả kiểm tra, xử lý thị trường kinh doanh thiết bị y tế bình ổn. Cụ thể, ngày 17 tháng 5 năm 2020, không phát sinh vụ việc kiểm tra, giám sát xử lý của lực lượng quản lý thị trường đối với nhóm mặt hàng phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Lũy kế từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020, số vụ kiểm tra, giám sát của lực lượng quản lý thị trường là 9.131 vụ. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 4.729 tỷ đồng. Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra Kinh tế Ma túy, Công an huyện Phúc Thọ tổ chức kiểm tra đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh quần áo Hải Hà, địa chỉ thôn 6, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Qua kiểm tra, phát hiện tại cơ sở đang thực hiện việc gắn các nhãn hiệu LV, Adidas lên các sản phẩm quần áo đã được gia công sẵn để đóng gói sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa và phương tiện có dấu hiệu vi phạm để làm rõ bao gồm 1.270 chiếc áo phông nhãn Adidas, 240 chiếc áo phông có nhãn LV, 4.115 bộ quần áo cọc tay nhãn Adidas, 7,5 kg nhãn giấy Adidas và một máy cắt KM Max, 3 bàn là kim loại QX Sun, QX6 PC, The Steam Iron. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, thị trường bảo hiểm xe máy bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hàng trăm xe trưng bày bán bảo hiểm xe máy xếp hàng dài trên các tuyến đường và cả trên các chợ mạng online với nhiều mức giá đa dạng từ 10.000 đồng đến 60.000 đồng. Chính vì có nhiều mức giá bảo hiểm xe khác nhau như vậy, cho nên có không ít người hoang mang và không biết phải lựa chọn mua loại bảo hiểm nào cho đúng. Nội dung tiêu dùng thông minh kỳ này phần nào sẽ giải đáp thắc mắc này của quý vị. Từ ngày 15 tháng 5 đến hết ngày 14 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các phương tiện giao thông đường bộ để kiểm soát giấy tờ của người và phương tiện. 4 loại giấy tờ kiểm tra bao gồm giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Vì lý do đó mà thị trường bảo hiểm lại được mùa hơn bao giờ hết. Nhộn nhịp trên nhiều tuyến đường và cả trên các chợ online với nhiều mức giá rất khác nhau từ 10.000 đồng đến hơn 60.000 đồng. Trên thực tế, bảo hiểm xe máy được chia làm hai loại là bảo hiểm tự nguyện
và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Bảo hiểm tự nguyện được bày bán nhiều trên các vỉa hè với mức phí tối thiểu là 10.000 đồng trên một người trên một năm. Xe máy được chở tối đa 2 người nên có giá 20.000 đồng trên 2 người trên một năm. Bảo hiểm này để đề phòng trường hợp khi người điều khiển xe máy xảy ra tai nạn, chứ không phải xuất trình khi cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ. Trong khi đó, bảo hiểm xe máy bắt buộc còn gọi là giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Chi phí để mua bảo hiểm xe máy bắt buộc dao động từ 55.000 đồng đến 66.000 đồng trên một năm. Theo Nghị định 100/2019/ND/TP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, tại Điều 21, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Bảo hiểm xe máy bắt buộc hướng đến việc giúp cho người mua bảo hiểm bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba. Trong các trường hợp xảy ra rủi ro, tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người điều khiển xe mô tô, xe máy có bằng lái hợp pháp sẽ không phải đền bù cho người bị va chạm và cho người ngồi trực tiếp trên xe. Thay vào đó, đơn vị bảo hiểm sẽ thay cho chủ xe tiến hành việc chi trả phần trách nhiệm dân sự này. Mức trách nhiệm bảo hiểm của đơn vị bảo hiểm đối với thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng trên một người trên một vụ tai nạn. Đối với cả hai loại bảo hiểm này, các công ty bảo hiểm được phép tự in giấy chứng nhận bảo hiểm theo mẫu quy định. Người dân có thể mua bảo hiểm xe máy tại các công ty bảo hiểm, đại lý phân phối, ngân hàng, cây xăng. Theo các chuyên gia cho rằng, không nên mua loại bảo hiểm được bày bán trên các vỉa hè bởi không được cơ quan chức năng kiểm định nên có thể là hàng giả, hàng sai quy định. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về bảo hiểm xe máy vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng kỳ này. Bản tin thị trường tiêu dùng được phát trên website của Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần. Chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau.